Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình sơ kết kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và đề án chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Quảng Bình sẽ lắp đặt wifi miễn phí tại các khu du lịch và khu vực đông dân cư. Đội 589 hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập 2 của liệt sĩ trên đất bản Lào trong mùa khô 2017-2018. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 10 tháng 5, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và sơ kết thực hiện đề án chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng biện pháp niêm phong đồng hồ tổng trên các cột bơm xăng dầu. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì hội nghị. Trong 4 tháng đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra. Hàng hóa vi phạm được phát hiện chủ yếu gồm lâm sản các loại, pháo, than, ma túy, khoáng sản, thuốc lá điếu, máy móc thiết bị điện, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Hành vi buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng thường có phương án đối phó với hoạt động kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng. Trong 4 tháng, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 598 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế và tiền bán hàng tịch thu 14,6 tỷ đồng. Về đề án chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng biện pháp niêm phong đồng hồ tổng trên các cột bơm xăng dầu đã được các ngành chức năng triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành việc dán tem cho 102 cơ sở kinh doanh xăng dầu với 159 cửa hàng, 456 cột đo xăng dầu. Thông qua giải pháp dán tem trên các đồng hồ tổng cho thấy sản lượng tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tăng gần 36% so với cùng kỳ. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, từ nay đến cuối năm, ngoài việc triển khai thực hiện tốt kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các lực lượng cần tập trung kiểm tra, kiểm soát vào các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm trên các tuyến đường sắt, đường hàng không, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để bình ổn giá cả. Trước mắt, tập trung kiểm tra các loại hàng hóa như xăng dầu, khoáng sản, lâm sản, động vật quý hiếm, phân bón, chất cấm dùng trong chăn nuôi, tiếp tục quản lý tốt việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cả cộng đồng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho 3 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay, ngày 10 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, phối hợp với Hội Người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muồn đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Đinh Thị Nguyên. Đây là hộ gia đình Việt kiều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng đi có đồng chí Trần Thông và Khun Thông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên và sẻ chia trước những khó khăn mà gia đình chị Nguyên đang gặp phải, đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, động viên con cháu tích cực thi đua lao động sản xuất. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị Hội Người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muồn thường xuyên quan tâm hỗ trợ nhằm giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chiều nay ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lê Minh Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh chủ trì buổi làm việc. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua xã Hoa Thủy đã được sự quan tâm chỉ đạo tích cực của Đảng bộ và chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn. Đến nay, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy đã đạt 15 trên 19 tiêu chí.
hiện xã Hoa Thủy còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Năm 2018, xã Hoa Thủy tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt với quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện là huy động mọi nguồn lực từ trung ương, tỉnh, huyện, ngân sách xã đầu tư, sự đóng góp của nhân dân và lồng ghép các nguồn lực khác. Trong quá trình thực hiện chương trình, Hoa Thủy phấn đấu không để xảy ra nợ đồng quá lớn và huy động quá sức dân, và ưu tiên tập trung đầu tư cho 4 tiêu chí chưa hoàn thành. Hoa Thủy cũng đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp thời gian hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn biện pháp đôn đốc tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ xã Hoa Thủy khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành các tiêu chí còn lại, sớm về đích trong xây dựng nông thôn mới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu kế hoạch trong xây dựng nông thôn mới, xã Hoa Thủy cần tiếp tục duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân ý thức hơn và khơi dậy phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới. Cán bộ xã cần sâu sát các thôn xóm để đẩy mạnh phong trào. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần chủ động lựa chọn nhà thầu, cán bộ theo dõi, đôn đốc thi công để đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản. Về vấn đề tổ chức sản xuất, Hoa Thủy phải thực sự đổi mới, gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tích cực nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại bằng biện pháp dồn điền đổi thửa, chuyển đổi đất sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ xã trong xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, duy trì các hoạt động văn hóa thể thao để nông thôn mới trên địa bàn mang tính chất bền vững. Sáng nay ngày 10 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới. Theo hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản gồm chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 về công tác tôn giáo trong tình hình mới, kế hoạch số 62 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị, quyết định số 99 của Ban Bí thư và quyết định số 963 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Quy định số 124 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, và các nội dung mới trong luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Trên cơ sở đó, căn cứ vào tình hình của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp, trong đó chủ trọng đề cao vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ công khai minh bạch trong hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong quá trình xây dựng đất nước, đồng thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phát huy vai trò giám sát phản biện của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc tìm kiếm quy tập hai cốt liệt sĩ trên đất bản Lào trong mùa khô 2017-2018. Sau gần 7 tháng triển khai nhiệm vụ ở Tây Trường Sơn, đội 589 phòng chính trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Tháng 10 năm 2017, cán bộ chiến sĩ đội 589 phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất bản Lào. Căn cứ vào kết quả khảo sát và biên bản hội đàm ký kết giữa Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn, đội chia thành hai hướng hoạt động tìm kiếm ở các địa bàn trọng yếu thuộc các huyện Bua La Pha, Ma Hạ Say, Say Bua Thong, Nhôm Ma Lạp, Xê Băng Phay, Tha Khẹt, Khun Khăm, Hin Bun. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ đội 589 phải vượt qua không ít khó khăn gian khổ do địa hình địa vật đã thay đổi nhiều. Các phần mộ liệt sĩ còn sót lại nằm rải rác ở các vùng sâu vùng xa, giao thông cách trở, hiểm nguy rình rập. Nhất là hiểm họa từ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, thiếu nước uống, nước sinh hoạt, khí hậu khắc nghiệt. Nhưng bằng tình cảm trách nhiệm với các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, cán bộ chiến sĩ đội 589 đã đồng sức đồng lòng vượt qua. Với cái điều kiện thời tiết địa bàn làm việc là rất khắc nghiệt, rất khó khăn nên là bản thân luôn xác định tốt nhiệm vụ và động viên anh em trong hướng trong đội để làm sao đó là vượt qua mọi khó khăn để tìm kiếm được
nhiều hài cốt liệt sĩ còn tốt. Tôi là cũng như các đồng chí là cũng đã xác định là mình là thế hệ trẻ là đi sau, làm sao đó là để là đưa được hài cốt của các bác về với quê hương đất mẹ. Theo kế hoạch, mùa khô 2017-2018, đội 589 tiến hành tìm kiếm cất bóc 15 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 6 huyện thuộc tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng thời kết hợp với cấp ủy chính quyền tỉnh bàn xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai đảng, hai dân tộc Việt Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn nói riêng. Trước nhiệm vụ thiêng liêng cao cả đó, cán bộ nhân viên chiến sĩ của đơn vị đã không quản ngày nắng mưa, tích cực tìm kiếm hai cố liệt sĩ. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân bản địa giúp đỡ. Nhờ vậy, đội đã quy tập được 18 hai cố liệt sĩ. Biết ơn bà con nhân dân các bộ tộc Lào sau những tháng ngày tìm kiếm gian nan vất vả, cán bộ chiến sĩ đội 589 đã trao tặng những phần quà cho người già neo đơn, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tình cảm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Lào nói chung, Quảng Bình Khăm Muộn nói riêng cứ thế mà thêm bền chặt. Quá trình thực hiện, cán bộ chiến sĩ của đội 589 đã xác định rõ cái vai trò trách nhiệm của mình và xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Công tác tìm kiếm liệt sĩ trong những năm tiếp theo, theo tôi thấy rằng là hiện nay cả cái thông tin về một liệt sĩ là hết sức khó khăn, địa bàn rừng núi thay đổi, lượng bom mình còn sót lại là rất nhiều, nhưng mà với cái tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi sẽ quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo và cùng với toàn bộ cán bộ nhân viên trong đơn vị sẽ quyết tâm đoàn kết để hoàn thành được các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất bản Lào đã được cán bộ chiến sĩ đội 589 và cấp ủy chính quyền Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn bàn giao, đón nhận và tổ chức lễ truy điệu an táng trang nghiêm trọng thể tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Sóc. Anh linh hài cốt các anh đã được trở về với đất mẹ thân thương. Đại hội 18 Công đoàn tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết Đại hội Công đoàn cả cấp. Với khẩu hiệu hành động đổi mới dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội lần thứ 18 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tình hình phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và cả giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023 về tăng cường xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đại hội 18 Công đoàn Quảng Bình diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình với 245 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của trên 6 vạn đoàn viên người lao động trong tỉnh về dự đại hội. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đoàn viên người lao động và cả cấp công đoàn Quảng Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình sẽ lắp đặt wifi miễn phí tại cả khu du lịch và khu vực đông dân cư. Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình nỗ lực phòng cháy chữa cháy rừng. Để mang đến sự tiện ích cho du khách và người dân địa phương khi đến tham quan, thăm viếng các điểm du lịch sinh thái và du lịch tâm linh tại Quảng Bình, ngay trong mùa du lịch năm 2018 này, tỉnh Quảng Bình sẽ triển khai lắp đặt 12 điểm phát Wi-Fi miễn phí tại các khu du lịch và khu vực đông dân cư. Các điểm du lịch dự kiến sẽ được lắp đặt Wi-Fi miễn phí gồm bãi đổ xe ở khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bến phà Xuân Sơn, bến tập kết thuyền cửa Đồng Phong Nha, chùa Hoàng Phúc, đền Công chúa Liễu Hạnh, làng biển Cảnh Dương, cổng Bình Quan, tượng đài Mẹ Suốt, khu chứng tích chiến tranh nhà thờ Tam Tòa, bãi biển Đá Nhảy, khu vực bãi biển đổi diện khách sạn Công đoàn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hệ thống Internet không dây tốc độ cao này có tính năng mở rộng đến hàng trăm điểm phát mà không yêu cầu thêm chi phí đầu tư hệ thống trung tâm.
tốc độ đường truyền tối đa cho mỗi điểm là 60 Mbps trên giây. Bán kính phủ sóng tốt nhất tại một điểm là 150m. Hiệu năng sử dụng đồng thời 350 người trên một điểm và phục vụ khoảng 500 người trở lên. Các điểm phát sóng Wi-Fi miễn phí sẽ do Viettel Quảng Bình cung cấp dịch vụ, Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, giám sát chất lượng. Việc lắp đặt và cung cấp Wi-Fi miễn phí không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập Internet thiết yếu của người dân và du khách, mà còn góp phần đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, thương mại, đồng thời khẳng định sự quyết tâm của tỉnh trong triển khai chính quyền điện tử, cải cách hành chính. Trong năm học 2018-2019, công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được giữ nguyên phương thức tuyển sinh như năm học 2017-2018. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông dựa trên kết quả học tập, rèn luyện, hành kiểm 4 năm ở trung học cơ sở và tổ chức thi đầu vào trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Theo đó, công tác tuyển sinh vào lớp 10 ở Quảng Bình được chia làm 3 đợt. Đợt 1, tổ chức thi và hoàn thành tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp từ ngày 4 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2018. Đợt 2, tổ chức xét và hoàn thành tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, thời gian từ ngày 4 tháng 6 đến 7 tháng 7 năm 2018. Đợt 3, từ ngày 1 tháng 6 đến 28 tháng 7 năm 2018, tổ chức xét tuyển và hoàn thành tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông còn lại trong toàn tỉnh. Trong đợt này có 2 lần duyệt tuyển sinh. Lần thứ nhất, duyệt tuyển sinh cho tất cả các trường trung học phổ thông theo đơn đăng ký dự tuyển của học sinh. Khi đã đủ chỉ tiêu, các trường trung học phổ thông niêm yết danh sách học sinh và trả hồ sơ cho các học sinh không trúng tuyển. Những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ công bố công khai số lượng còn thiếu để học sinh tiếp tục đăng ký dự tuyển lần 2. Lần thứ 2, duyệt tuyển sinh cho những học sinh không trúng tuyển ở lần duyệt thứ nhất. Đối với việc thi tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2018-2019 sẽ được tổ chức thi tuyển vào ngày 4 và 5 tháng 6. Ngoài một nguyện vọng dự tuyển vào một trong các lớp chuyên toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tin học, các thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào lớp không chuyên nếu có nguyện vọng. Trong năm học tới, trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp tuyển mới 12 lớp 10 với 430 học sinh, gồm một lớp không chuyên và 11 lớp chuyên, tăng một lớp chuyên toán và một lớp chuyên tiếng Anh so với năm học 2017-2018. Đối với các tàu lưới kéo giã cao hoạt động sai vùng khai thác theo quy định, ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái ven bờ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên vùng biển Quảng Bình, nhiều tàu cá lớn, chủ yếu là tàu ngoài tỉnh, đã bất chấp quy định tiến vào sạt bờ đánh bắt tận thu triệt để các nguồn lợi hải sản, nhất là vào mua các loài thủy hải sản vào vùng lồng để sinh sản. Trước tình hình đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát và đã phát hiện 35 lượt tàu cá vi phạm, xử phạt 250 triệu đồng. Khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 5 tại vùng biển ven bờ xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, lực lượng thanh tra thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Bình đã bắt quả tang hai tàu cá QNG-92999TS và QNG-97929TS khai thác thủy sản sai tuyến quy định. Hai tàu vi phạm có công suất lớn 540 CV mỗi chiếc nhưng lại đánh bắt gần bờ, làm ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái ven bờ. Lực lượng thanh tra thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Bình đã xử phạt hai tàu tổng cộng 48 triệu đồng theo điểm D khoản 5 điều 10 nghị định 103/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản của chính phủ. Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Bình đã tăng cường tuần tra phát hiện xử lý 35 lượt tàu cá vi phạm, xử phạt 250 triệu đồng. Vụ đông xuân năm nay, huyện Quảng Trạch gieo cấy trên 3.500 ha lúa với các bộ giống chất lượng, giống lúa thâm canh, giống lúa thuần chất lượng cao và một số giống lúa mới có triển vọng. Để có vụ mùa thắng lợi, ngay từ đầu vụ, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn địa phương bám sát lịch thời vụ, quy trình gieo cấy chăm sóc lúa để hướng dẫn bà con nông dân thực hiện. Các địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị làm dịch vụ nông nghiệp đảm bảo nguồn nước tưới, giống lúa chất lượng, chủ động phòng trừ sâu bệnh, nhờ đó cây lúa phát triển tốt, năng suất được đạt trên 55,5 tạ trên 1 hectare. Hiện tại lúa đông xuân của huyện Quảng Trạch đang trong thời kỳ chín rộ. Ủy ban nhân dân huyện đã và đang tập trung chỉ đạo các địa phương và bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng để nhanh tiến độ thu hoạch lúa, phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa trước ngày 25 tháng 5 để tiến hành triển khai gieo cấy lúa hè thu. Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ xảy ra ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định thi hành kỷ luật 5 cán bộ do có những sai phạm trong công tác bảo vệ rừng. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã xử lý kỷ luật cách chức đối với ông Cao Huy Lương, trạm trưởng trạm kiểm lâm Cao Tăng,
hạ bậc lương đối với ông Nguyễn Hữu Chiến, phó trạm trưởng trạm kiểm lâm Ca Tăng và ông Cao Thanh Biên, kiểm lâm viên thuộc hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa. Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cũng quyết định cảnh cáo đối với ông Hồ Ngọc Danh, phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, khiển trách đối với ông Trương Khánh Băng, phó hạt trưởng hạt kiểm lâm Tuyên Hóa. Cũng trong sáng nay ngày 10 tháng 5, Ban Thường vụ huyện ủy Tuyên Hóa cũng đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với chi bộ và cả cá nhân có liên quan. Theo đó, xử lý bằng hình thức cảnh cáo đối với tập thể chi bộ hạt kiểm lâm Tuyên Hóa, kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với cá nhân ông Hồ Ngọc Danh và khiển trách đối với ông Trương Khánh Băng. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã tiếp nhận một cá thể thú linh trưởng nguy cấp quý hiếm để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên. Theo đó, ngày 4 tháng 5 năm 2018, ông Cao Nhật Tâm ở thôn Thanh Bình 3, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện giao nộp cho Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật một cá thể cu ly nhỏ để chăm sóc cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể cu ly có trọng lượng 0,4 kg. Trước đó, vào ngày 2 tháng 5 năm 2018, Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật đã tiếp nhận từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình một cá thể vọc Hà Tĩnh để chăm sóc cứu hộ. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể vọc Hà Tĩnh có trọng lượng 0,8 kg, khoảng 1,5 tháng tuổi. Cá thể này do ông Nguyễn Văn Hiệu, trú tại thôn Xuân Hà, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình giao nộp sau khi được các cán bộ Công an Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tuyên truyền, giải thích, vận động. Cả hai loài được tiếp nhận là loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B theo quy định tại Nghị định số 32 của Chính phủ, đồng thời là loài nằm trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 160 của Chính phủ. Hiện tại, cả cá thể này đang được Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật chăm sóc theo dõi cứu hộ để thả về môi trường tự nhiên khi đáp ứng đủ điều kiện. Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình có nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển ở hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. Đơn vị được giao quản lý hơn 13.000 hecta, trong đó diện tích có rừng trên 10.000 hecta. Rừng trồng chủ yếu là phi lao và keo lá tràm. Phần lớn diện tích rừng đã khép tán. Thảm thực vật là cỏ rươi, cỏ đuôi chôn, cùng cành nhánh khô, lá cây rung dưới tán rừng dày đặc, rất dễ cháy trong mùa khô hanh. Chính vì lẽ đó, công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quản lý bảo vệ thảm rừng phòng hộ ven biển phía nam của tỉnh. Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng của đơn vị. Ngoài lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, đơn vị đã ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng với 87 hộ dân trên địa bàn 11 xã. Lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị liên tục ngày đêm tổ chức canh trực phát hiện cháy, nhận thông tin cháy rừng. Đơn vị cũng đã chỉ đạo kiểm tra, tu sửa lại toàn bộ các công trình phòng cháy chữa cháy rừng. Hiện tại, trong lâm phần của ban quản lý có 5 chòi canh lửa, gần 38 km đường ranh trắng cản lửa, 15 km đường ranh phòng chống cháy đổ đất cấp phối, 14 km đường lâm nghiệp cơ động, 10 bảng tuyên truyền tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Các công trình phòng cháy chữa cháy rừng được đơn vị khai thác, sử dụng tốt và có hiệu quả. Từ chỗ đầu tiên, từ công tác là tuyên truyền, sâu rộng trong nhân dân, rồi đến cái công tác xây dựng lực lượng, rồi là mua sắm, trang bị các cái công cụ dụng cụ phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là cái việc phối hợp với cái chính quyền địa phương và các cái cơ quan trên địa bàn, như là bằng các cái việc đó ký các cái biên bản, các cái văn bản phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với các xã, các cái doanh nghiệp, công ty đang hoạt động trong rừng, rồi là ký các cái cam kết với các từng thôn, từng hộ chăn thả gia súc, từng người ra thường xuyên ra vào rừng. Chúng tôi làm rất là quyết liệt, trên cơ sở đó đề xuất với cấp trên mà trực tiếp là Sở Nông nghiệp sẽ có các cái giải pháp cụ thể để mà làm giảm vật liệu cháy, rồi là xây dựng cái hệ thống đường ranh cản lửa để mà ngăn chặn khi cái đám cháy để cho nó khỏi lây lan. Toàn đơn vị hiện có 15 tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, 4 tổ cơ động phòng cháy chữa cháy rừng được bố trí tại văn phòng ban quản lý và tại 3 trạm quản lý bảo vệ rừng của đơn vị. Tại địa bàn từng xã, trong số 11 xã có rừng phòng hộ, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương thành lập một tổ phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ. Lực lượng bảo vệ rừng cơ động có trách nhiệm tuần tra kiểm soát địa bàn được phân công dưới sự điều hành của trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng.
các tổ bảo vệ rừng của từng xã có trách nhiệm tuần tra, trực phòng cháy chữa cháy rừng trên lâm phần của địa phương. Các hộ nhận khoán bảo vệ rừng luân phiên nhau túc trực tại rừng, nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời nếu xảy ra các điểm phát lửa để thông tin, huy động lực lượng ứng cứu một cách nhanh chóng. Rừng của Lâm Trường á, thì là những đa số là nằm dọc các cái tuyến đường là quốc lộ 1A, đường BOT và các cái trục đường là từ quốc lộ 1A đi ra biển. Do đó mà có cái tình trạng về bốc lửa cháy là rất lớn. Hai nữa là trong cái tình trạng mà nữa là có người đi chăn thả trâu bò, rồi người đi lấy củi hoặc là những người đào rông thì thường xuyên là hút thuốc thì cũng là bất cần vứt tàn thuốc ra thì sẽ là dễ là bị cháy. Trong cái thời điểm mà nắng nóng như thế này thì phải luân phiên nhau là trực 24/24 nhằm để phát hiện tuần tra kịp thời, như vậy phát hiện là khi có lửa có khói hoặc là những cái tình trạng phá rừng để kịp thời thông báo cho trạm, huy động lực lượng để kịp thời như vậy là ví dụ là coi là chữa cháy hoặc là giải quyết những cái vấn đề là coi có tình trạng phá rừng. Trong số 13.000 ha rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình phụ trách, chỉ có 4.300 ha rừng phòng hộ trong diện tích đầu tư kinh phí. Phần diện tích còn lại là rừng sản xuất trên 8.000 ha không được đầu tư kinh phí giao khoán bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Trên lâm phần rộng dài ấy, hệ thống đường giao thông ngang dọc dày đặc đi qua rừng kết nối các khu vực dân cư. Nhiều dự án đang hoạt động và đang tổ chức thi công trong lâm phần cũng làm khó khăn thêm cho đơn vị trong kiểm soát lượng người ra vào rừng. Đơn vị xác định khoảng 4.000 ha rừng bao gồm cả rừng phòng hộ và rừng sản xuất đang thuộc diện có nguy cơ cháy cao. Vì cháy là đều phần lớn là do con người gây ra. Mà ở đây cái toàn bộ cái diện tích rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Long Bình là nó nằm ở giữa, xung quanh đều có dân cư sinh sống của 11 xã, địa bàn hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. Và trong này có rất là nhiều tuyến đường đi xuyên qua rừng. Do đó quản lý kiểm soát con người này vô cùng khó khăn và đó là nguyên nhân tôi cho rằng là nguy cơ cháy cao nhất. Mới đây, vào khoảng 16 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2018, vị trí rừng nằm sát với tuyến đường tránh BOT trên địa bàn xã Gia Ninh, gần giáp ranh xã Võ Ninh đã phát lửa. Nhờ phát hiện kịp thời, đơn vị gấp rút huy động lực lượng, phương tiện cứu chữa nên đám cháy nhanh chóng được khống chế, dập tắt. Nguyên nhân được cho là hành khách trên một chuyến xe Bắc Nam dừng nghỉ hút thuốc lá, vô ý gây cháy. Dù ai là thủ phạm, nguyên nhân gây cháy từ đâu, thì vụ việc này vẫn là lời nhắc nhở thêm dành cho đơn vị chủ rừng. Do tính chất đặc trưng của hệ thống rừng trồng ven biển Nam Quảng Bình là cây phi lao, keo, lá tràm sinh trưởng chậm, phân cành sớm và thấp cùng với thảm thực bì dày trên cồn cát khô hanh, nên nguy cơ bùng phát cháy rừng rất cao. Để những cảnh rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình mãi mãi xanh tươi, ngoài tinh thần trách nhiệm, đơn vị chủ rừng cần thêm nguồn kinh phí phục vụ cho việc quản lý, bảo vệ sổ diện tích rừng sản xuất và xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Mùa nắng nóng năm nay mới chỉ bắt đầu. Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình đang tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ rừng chặt chẽ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 10 ngày 11 tháng 5.